các bước cần tiến hành trong cuộc thi này. Thì các bước thì chúng ta không cần làm từng bước một. Thứ nhất thì bắt đầu đọc tất cả các cái tác vụ yêu cầu trước khi chúng ta làm việc trên cái yêu cầu đầu tiên. Trong khi đọc thì chúng ta sẽ quyết định rằng là tốt nhất hãy thiết lập những cái nào trước đầu tiên. Xác định điều đó sẽ dễ dàng hơn. Đúng không? Chúng ta có 2 tiếng rưỡi để làm tất cả bài kiểm tra và cỡ khoảng 17 bài kiểm tra hoặc là hơn một tí. Và điều có quan trọng là đọc cẩn thận vì có điều ít người biết, ít người quan tâm. Ước tưởng rằng khoảng độ 40% thất bại kỳ thi thì họ đã đọc câu hỏi cẩn thận. Tiếp theo là tiếng Anh mà không phải là ngôn ngữ chính thì phải đổi ngôn ngữ nữa cần. Tốt là tiếng Anh thôi, Việt Nam mình Anh là giỏi rồi, khỏi là tiếng khác. Và vì là các câu hỏi đều viết tiếng Anh gốc đâm ra là tốt là đọc thẳng tiếng Anh thôi, đừng đọc tiếng khác nó nhiều khi nó sẽ dịch sai. Tiếp theo là cần liệt kê danh sách đáng tâm cần làm để không thiếu dụng nào. Tiếp theo nữa là khi mà làm xong tất cả các câu hỏi nên tạm nghỉ một tí. Sau đó thì bạn sẽ đọc lại tất cả các câu hỏi lần nữa để đảm bảo không thiếu gì. Và việc quan trọng nữa trong kỳ thi đó là cái thứ tự mà các bạn thực hiện các bài tập. Thì một số chủ đề phải thực hiện trước để làm nền chủ đề sau, nên chúng ta phải làm chủ đề trước nếu không sẽ khó để thực hiện các chủ đề sau. Thường cái chu trình như sau: đầu tiên là server khởi động này và có root truy cập. Cái này rất là quan trọng, nhiều khi chúng ta phải có root trước. Sau thiết lập mạng để làm việc, sau khi thiết lập các cái repository trong cần. Tiếp theo là cài đặt và bật các dịch vụ đã cần. Kết quả làm việc cho các tác vụ liên quan đến lưu trữ. Cuối cùng là tạo, thứ sáu là tạo tất cả các tài khoản người dùng và nhóm cần thiết. Thứ bảy là thiết lập quyền. Thứ tám là kiểm tra rằng là cái SE lúc chạy và chạy đúng. Cuối cùng là những công việc còn lại. Cái thứ ba cần quan tâm phần làm là khởi động lại trong khi cuộc thi. Thì việc khởi động lại hoàn hảo cho nó xác định rằng mọi thứ vẫn chạy tốt và khi mà giám khảo kiểm tra sẽ chạy được. Trước khi mà reboot chúng ta nên bỏ cái tùy chọn RH, GB và while từ cái wrap để chúng ta biết là lỗi ở đâu. Đừng cố gắng reboot chỉ lần ở cuối cuối kỳ thi bởi vì cái thời điểm chúng ta gặp vấn đề chúng ta không kiểm tra để sửa đâu. Chúng ta cố gắng nên sửa nên reboot mỗi khi làm việc tất cả các bài tập liên quan đến cái lưu trữ, tức là khai báo để ổ nhớ gì đó rồi kiểm tra. Rồi.